Con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con. Ồ, tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng Nhưng mà mà con con lỡ phải yêu một người mà tới hai đứa hả con? dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu á. À, cái đó là Dạ, thương là chứ không phải con là có lỡ. chứ không phải là hai người Dạ đó, đúng người rồi, đó. con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là con đã có hai đứa con rồi. Dạ đúng Ừ. rồi. Là mà, cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào Con em. chào cô Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3/8/1989 tại Hà Tĩnh. Gia đình em sống tại Đắk Nông. Ừ. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Làm về gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á. Công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Em ra ngoài em đi chạy xe và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojek ạ. Rồi. Rồi, À. mời em. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Dạ, hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Quê nhà là ở Dạ, con đâu? đến từ Bình Phước ạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Không, Xa, gần xa mà xôi. em ở Đắk Nông, lên À, Bình Phước gần lắm. Đắk Nông, Bình Phước gần nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. À, dạ. Mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, con người sống nội tâm, hay tin tưởng người khác quá. Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Rồi từ từ có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi em. Thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút. Em không có nhớ được hết các tên đường anh. Không sao, có Google Maps. Em sợ sâu và sợ nước. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh. Chứ Sợ không phải là sông sợ nước chứ không phải tắm. là Sợ sông sâu. này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm, không có dám tắm. Vì hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Phải tập bơi chứ nha. Dạ. Em không biết bơi nhanh ơi. Mình cứ kiên trì là không sợ nước nữa đâu ha. Dạ. À, nhà gái. Nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em rất là lanh lợi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hát hay. Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì Ủa, em giống sẵn anh. sàng ra tay giúp đỡ. Giống Có nghĩa em. em Giống em. giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Trời, em gái sao giống đàn trai quá vậy? Dạ, Hôm anh nay cũng chào thương chú người Quỳnh lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp Nhưng mà á. nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu hơn chút xíu hai đứa kẹt kẹt cho anh mượn vài triệu coi. Anh đang gặp khó khăn quá. Nha. Thấy chú Quỳnh Linh mua mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong hàng. Đâu ra trời. Xong Trả hàng rồi, đã. livestream đấy. Hả? À, chứ quê mà. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu. Bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua một miếng coi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Đó, vậy không á. Thôi cao su đi, mua cao su Cao su trồng nhiều lắm. bơ gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái Ừ. cây nhiều lắm, vô tư Rồi mua luôn. dùng chôm chôm và măng cục gì đó ha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Không hút thuốc. Rượu rượu bia thì có thể không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Đó, nhà trai nói Con chào cô. có K3 luôn đó. Hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha, nghe Ủa nhưng cô ơi, hỏi cho con là hôi cái không? gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa? Con không 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 thích người có mùi quá nặng, mùi mồ hôi sau giờ làm việc á. Rồi, còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không? Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh Linh vậy đó. Đó. Có khuôn mặt, nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện, hút ánh nhìn. Rồi, ok, vậy Dạ. tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn. Con là mét bao nhiêu? Con mét 6. Còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, người biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, quan tâm chia sẻ. Cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm, tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam Trắng. mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay, hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Ui. Rồi chúc cặp hát liền nha. Ừ. Ok. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận. Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được 1 năm. Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm. Bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi.
thì nói là bây giờ phải lấy vợ trong Tùng, không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu thì thế là mai cho em. Em quyết định là lấy. 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh, là em đã từng có một lần chồng rồi. Thì anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à, biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn, gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Chưa đầy một tuần thì lại lục đục, thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể, trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi, xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận, là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu cho đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Nhưng mà chưa có con? Dạ chưa, em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi. Coi như cũng đã lỡ một lần đò, nhà gái. Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Ừ, nhưng mà con lỡ yêu một người con... mà tới hai đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. À, dạ. Là thương là con là có lỡ, chứ không phải là hai người đó. Dạ đúng người rồi, con thật sự là con yêu người ta thật lòng. Là dạ. Con đã có hai đứa con rồi. Dạ đúng rồi. Là thì, cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Là hiện giờ con đang nuôi? Dạ đúng rồi, nói chung là một mình con là giống như vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Con... tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng không mà thích, con giữ rồi. Lại. Đúng rồi. Và đứa sau gọi là vỡ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận và con tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm thấy rồi. Sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh quá. Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Dạ con chào cô ạ. Mẹ cưng con quá vậy. Chào hai MC và khán giả trong trường quay. Chào cô. Có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn cao su đầy. Con có sức làm được không? Dạ con cảm ơn cô ạ. Nhờ chị cho cơ hội. Con gái mẹ cũng rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt. Mẹ rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị họ em. Dạ xin chào ông Mai bà mối. Xin chào chương trình. Dạ chào nhà gái và cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi, đứa nào cũng sợ nước hết trơn á, nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi, tại vì Tùng là con trai một trong nhà mà có ba chị em gái. Mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, năm mấy tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Dạ. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào. Mở rào. Ánh mắt yêu thương, ta cho phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung đôi nhé, em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn. Anh sẽ yêu em, cho em luôn ngủ ngon. Hay ạ. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. Trời ơi. Lãng mạn quá. Trời ơi, lãng mạn. Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh ạ. Đây là một cái lăn khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ.
Mới quen nhau tặng lăn thử cái việc là cái việc giao tiếp thì em cũng mong anh luôn luôn tự tin để có thể là thành công này tính nối thành công khác. Đó. Em thấy anh sao? Có cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. Cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở rèm ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Thì cái chuyện con chung, con riêng của em... Có vấn đề lớn lao không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu, thì một tay anh nuôi ba đứa. Cho nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do, cũng quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi, ví dụ như là người... Không, anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe, chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình. Và hai đứa bé. Ủa, hai cháu ở với em? Là ở Bình Phước luôn. Đúng rồi. Tại vì em là đạo Công giáo. Và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Với lại cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Ừ, chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Dạ. Vậy con đứng lên con hát nhá. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lôi anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần trơn đầy để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Nhà con xin hết ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Rồi, để tay vào nút bấm. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nha. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Chắc không màu tròn lắm mà. Nhưng mà em ấy, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục á cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống có chục ký rồi đó. Phải không nhịn ăn chứ đâu phải không tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tuột huyết. Trời ơi, ông mà tập thể dục đi tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kia ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau cơm. Không? Dạ. 3 tháng nay rồi đó. Mà chị thì chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Dạ, họ tên đầy đủ của em là Lương Đặng Nam. Quê quán của em là Mê Linh, Tráng Việt, Hà Nội. Em đang sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Hiện đang lập nghiệp và sinh sống ở Đắk Lắk ạ. À, Đắk Lắk hả? Dạ, dạ. Em làm về cái gì? Dạ, em làm bên mảng xây dựng anh ạ. Xây dựng, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 41 tuổi. 41, thôi, mời nhà gái. Mình giới thiệu bản thân đi cưng. Dạ, em chào chương trình và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hồng Liên, em sinh năm 1980. Hiện tại em đang làm ở công ty tour ở khu xuất Tân Thuận. Ừ. Em nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi vậy em nói luôn về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì em giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch, chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là thời gian em đi hẹn lại hẹn bạn bè có thể đi lại trễ. Giờ ghi khuyên mẹ. Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ, ưu điểm của em là hơi vội vàng ạ. Quên. Ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ. Và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4 rưỡi ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Ôi trời, trời ơi. Đã được rồi. Dạ, dạ. Khí công như xíu té. Khí công này tốt lắm á. Nếu mà quen. Tập khí công tốt mà. Đúng em rồi. Tập khí công em cảm tưởng rất là chi là khỏe. Thì chưa, hai vợ chồng về sáng tập khí công là khỏe. Dạ. Đang nói về ưu khuyết điểm đúng, rồi, đúng không? Điểm đó. Ưu điểm còn khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm là em hơi vội vàng một xíu ạ. Làm vội vàng à, nó khuyết điểm trước phải không? Nhưng mà có những lúc em cũng rất chi là trầm tĩnh và có những lúc trong cuộc sống em rất chi là cẩn thận ạ. Tùy theo lúc vội vàng. À đúng rồi. Rồi, rồi mình, em nói mình có mấy mối tình đi. Em có mấy mối tình được kìa. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. À. Dạ em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Cháu ở với mẹ. Dạ em nuôi từ lúc mẹ ba. Cháu đi nước ngoài là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Vâng. Là coi như là mẹ cháu là ở nước ngoài rồi. Vâng ạ, bọn em đã thôi nhau rồi ạ. Em mong mỏi là cái người vợ của em sẽ như thế nào đi qua đây. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Tính cách trên gần dưới mới cả, nói chung là vui vẻ hòa đồng là được ạ, đơn giản thôi ạ. Cái điều gì em sợ nhất ở người phụ nữ? Em sợ là hay kiểu nó có tính cảm ràm ấy. Cảm ràm. Chuyện đó ai cũng vậy em ơi, khỏi sợ. Dạ. Sợ nó cũng tới à. Ông nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Dạ. Cũng bạn thân với chị Hồng Vân đây. Rồi sao? Để tôi nói không? Với nhà trai chỉ làm khi tập khí công rồi đó. Cho nó khỏe ha. Dạ. Nha, nhớ tập cho hai ngày này giùm anh dạ. Cái nha. Nếu mà chưa học khí công thì về em sẽ dạy ạ. Nói thôi chứ à. Em có mấy mối tình này nè, nói cho ông nghe. Dạ. Em thì mối tình thì không có, mà như là xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Sao không nói ra? Lo đi học không à. Trời ơi. Thôi cái không có nói. Rồi từ đó giờ không có nói luôn hả? Rồi không có nói luôn. Trời đất ơi. Như vậy là chưa có mối tình nào hết trơn luôn hả? Đến thời lớn rồi đi làm á thì cũng có biết một bạn nhưng mà cũng nói chuyện qua lại thôi, thấy không có hợp thôi không nói chuyện nữa, là đến đến giờ luôn. Bây giờ là chúng ta đi tìm một mối tình mới nha. Cái mong muốn của em, mong muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Mong muốn người yêu lý tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Này chắc không mà tròn lắm mà. Nhưng mà em á, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục á, cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống có chục ký rồi đó. Phải không nhịn ăn chứ đâu phải không tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tuột huyết. Trời ơi, ông mà tập thể dục đi tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kia ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau không? Dạ. 3 tháng nay rồi đó. Mà chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Cho nên là anh nói em nghe nè. Em gương mặt em xinh đó. Mình về mình giảm cân chừng em mà giảm chừng khoảng độ 7 kg đến 10 kg là em rất là xinh. Ngon được, là ngon luôn. Ngon hơn chị Hồng Vân. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích đó là ví dụ đi nhậu về mà hay lải nhải á, rồi hay kêu làm này làm nọ, đi ra đường thì mặc đồ nó không có được chỉnh tề lắm, nó lộn xộn quá. Rồi nói chuyện thì hay chửi thề, không có khác. Chửi thề không? Em không ạ.
Em thì hiền lắm bạn. À, có lại nhảy không? Em không lại nhảy, em nói rất chi là điềm đạm. Ừ, nhưng mà giờ chắc cũng dám lại nhảy bên đây đâu. Rất đây chi là tâm lý ạ. Bây giờ cho gặp mặt người thân á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn đồng nghiệp của em. Thôi mời đại diện nhà gái có ý kiến nào? Dạ em tên là Hạnh. Em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân ạ. Chào với các bạn nam nữ, chào khán giả trường quay ạ. À, em bạn chung với Liên cũng gần 20 năm ạ. 20 năm luôn. Dạ. Bạn thân rồi nha. Dạ. À, Liên thì đặc biệt là nấu ăn, trang trí món ăn rất là đẹp, nấu ăn rất là ngon, chăm lo cho gia đình nữa. Ừ. Em cũng mong là hai bạn cho nhau cơ hội như làm quen với một người bạn. Đó, ngon, cảm ơn ngon, em. Được rồi. Chứ nó không con, em yên tâm. Rồi bên đây cũng sẽ phấn đấu, cũng bự bự lên chút. Dạ. Rồi bển đi với ai vậy em? Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai của em là anh Phước. Rồi, mời em và anh trai đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi chúc sức khỏe tới hai anh chị MC và cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn em. Nam nhà em là có đặc điểm là cũng hiền, lành, chịu khó làm ăn. Thế cũng mong rằng hôm nay hai bạn gặp nhau thì anh thấy bạn gái bên này rất là khỏe mạnh, thế là cũng hiền. Cũng mong hai bạn cho nhau cơ hội để tiến tới đi tiếp trong con đường sắp tới. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mở rào hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nấu ăn giỏi nè, trồng cây giỏi nè. Trời ơi, Lan là chị khoái Lan lắm mà chị. Em à, lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng muốn tặng cho anh. À, anh xin nha. Đây là Lan, tự tay em trồng. Mong là anh chăm sóc nó cũng tốt tươi giống như em như vậy. Rồi, em ơi, đây là cái ngôi nhà ấy. Anh tặng cho em ngôi nhà này ý nghĩa là chưa lắp ráp, ý là anh muốn hai đứa mình lắp ráp ngôi nhà này. Ráp còn đây này. Em mở ra đi nè, đây là món quà thứ hai anh tặng cho em. Đây là một chiếc khăn ạ. Mỗi khi trời lạnh thì em sẽ quàng chiếc khăn này vào. Dạ. Em cảm ơn anh. Anh đó, quàng vô. Có khăn vô thì hợp lý nha. Em cũng ở Tân Thuận Đông à? Không, em ở bên Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Nhà em có mấy chị em anh em? Em thì có 5 anh chị em. Em thì là ở giữa. Nhà anh mấy chị em? Nhà anh cũng được 7 anh chị em. Đông à? Anh là trai út. Chung hết sao? Anh là trai út. Anh thì nói chung là anh cũng cuộc sống tự lập rồi từ lúc năm anh 18 tuổi. Anh thì nói chung là một người thì cũng sống có tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thực sự thì anh cũng có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ấy. Thì em có nghĩ gì về cái quan điểm mà gọi là anh đã có đứa con ấy. Cháu bé nhà anh thì cũng mong muốn là có một người mẹ cũng giống như một người cô ấy. Thì rất chi là vui ạ. Tại vì trong cuộc sống nó có gia đình thì nó sẽ ấm cúng hơn ạ. Và mình thiếu sót thì mình có thể bổ sung cho nhau được. Rồi. Còn đối với anh thì cao đẹp hay to béo không quan trọng, chủ yếu là con người đối xử với nhau thôi. Đấy. Em thì ở nhà thì bé thì người gia đình thì cũng như anh ở tử này phải có gia đình rồi. Chứ nít thì nhà em cũng có, cũng vui vẻ, mấy đứa cháu thì em cũng thích chơi. Thôi đến với chương trình thì anh mong rằng là em sẽ cho anh một cơ hội. Thì cho anh được nắm đôi bàn tay của em. Anh xin gửi em đứng dậy đi, anh hát cho em nghe bài. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Nhớ từng nụ cười đong đưa, nhớ xa xưa trời chưa bóng dừa. Hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo. Nếu trên nhau bàn thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Tình mình đôi ta cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Em xin hết ạ. Hay quá. Bây giờ nè, bây giờ em tập khí công cho cổ coi cái đi để cho thấy mình khỏe mạnh đó, nào. Nãy anh nghe nói thì thấy anh được. Có mấy bài khí công. Ví dụ như là đây ạ. À.
Đây là bài 1 ạ. Bài 2 ạ. Bước lên một bước. Đừng làm mất mặt té như nãy nha. Không có đâu anh. Hít vào sâu ạ. Thì anh kia sau khi anh gặp ý không, anh cảm thấy người rất khỏe mạnh. Mai mốt về chỉ cho em gái. Dạ, dạ. Rồi nói nghe nè, mình không lẽ mình thua mình phải hát chưa? Đối lợi. Dạ. Đứng chơi nó dựng lắm tay coi. Để cho anh bên đây ta hát tài, đi. Đúng rồi. Thì... hát thì em chỉ hát được nhớ khúc nào hát khúc đó thôi. Rồi em cứ hát đi. Ô sáng hôm nay trên quê hương ta, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, quê hương xinh xinh quê hương hồ tình. Kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thai có con làng quay, soi đầy mâm cao đầy buồn. Vui thật vui với con ngày trời. Hay quá. Chưa, vẫn chưa nữa tệ, đừng có buông tay sớm đi. Bây giờ đó, em nói điều gì với cô ấy đi nào. À, cảm nhận của em như thế nào về cô gái có duyên rồi nha, cô này có duyên á. Em ạ, thì nói chung là ở cái lứa tuổi này thì mình cũng đã chín rồi. Thì có thiếu sót gì thì mình bổ sung cho nhau ấy. Thì đến với chương trình thì mong em cho anh cơ hội để sau này mình về có thể là xây dựng một cuộc sống mới ấy. Em cũng là sẽ cố gắng. Cố gắng để em nhé. Trời ơi. Bây giờ anh hỏi em gái nè, thí dụ giờ bên nhà trai muốn rước dâu về Đắk Lắk ở được không? Đắk Lắk rồi mình ở có đất riêng, nhà riêng. Dạ em có đất rồi, em đổ vật liệu rồi nhưng mà em đi làm cho người ta nên chưa kịp xây cho mình ạ. Tức là có đất rồi, đổ vật liệu rồi mà chưa xây đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ rước dâu về xây nhà riêng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ chỗ em ở thì cũng gần ủy ban rồi là gần trường học ạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Ea Súp ạ. Ea Súp. Dạ. Bên đàn gái có chịu rước dâu về Đắk Lắk không? Rước dâu về Đắk Lắk thì em về đó chắc em bị giống người Đắk Lắk luôn á. Là sao? Tướng em giống Sĩ Black mà hát được bài Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời đấy. Anh nghĩ. Bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Nếu rung động chúng ta bấm nút nha. Còn nếu chưa rung động không cần bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Nào. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, hay quá luôn kìa đấy. Hai cái tiếng. Rồi, Đắk Lắk luôn. Rồi, ơi đó. Về Đắk Lắk. Ê, anh thì em hát bài yêu anh gì Buôn Ma Thuột đây. Dạ, em xin hát bài Nắm Tay Của Ấy. Nếu yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây, gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về Ban Mê Thuật. Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuật. Cảm ơn vui nha. Vui đó. Hút lúc đi. Ok. Hey.